Con xin kính chào quý ông bà, cô, chú, anh chị. Đầu video thì cho phép con xin chúc quý ông bà, cô, chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an và thanh tâm an lạc trong công việc và cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà ơi, thì tiếp nối những cái video, tiếp nối cuộc hành trình con và cả nhà mình đi khám phá về thế giới tâm linh, khám phá về những căn nhà hoang bí ẩn, khám phá về những khu nghĩa địa, những nơi có những ma, những quỷ đang tu luyện coi ta bà này. Thì ngày hôm nay con kính mời cả nhà mình cùng con sẽ quay trở lại căn nhà kho này để mà mình đến, mình cúng kiến, mình có thể là mình tìm hiểu xem coi hôm nay anh Thái đã về đây chưa, bạn anh Thái đã về đây chưa, hay là anh Thái đã dẫn một vô minh nào đó về đây để mà con giúp đỡ nha cả nhà. Thì thực sự cả nhà mình cũng biết rồi, thì hiện tại là do thời tiết á, cũng gọi là mùa mưa vào mùa mưa nha, cho nên là mưa rất là nhiều. Thì con cũng ráng tranh thủ những lúc mưa thì là ghé tới đây cả nhà để mà mình giúp đỡ mình ở đây. Tại vì ở đây không biết là có bao nhiêu vong linh, với lại một phần nữa anh Thái chắc anh cũng đang kiểu như là kêu gọi á, khuyên nhủ những vong linh ở ngoài đường ngoài xá về đây luôn á nha. Nhưng mà làm như vậy á thì thật sự cũng rất là bất tiện. Thứ nhất á, là tốt cho tất cả những vong linh được về chùa núi tu hành nhập đạo. Nhưng bất tiện ở chỗ con cái là hiện tại đây là có một cái nhà kho của một ông chú, ông một vị khán giả, ông anh nha nha, một vị khán giả nó. Thì mà mình cứ ở đây hoài, mình cứ làm như vậy hoài thì anh lại không có thể là đến đây được, nhiều khi đồ đạc này kia của anh nữa. Thứ nhất, thứ hai nữa thì nói chung là mình phải làm cho nhanh gọn lẹ để mình trả lời cái này, cái nhà kho cho anh, để cho anh có thể làm hoặc cho anh ta thuê, người ta mướn gì cả nha. Thì thực sự anh nói chung là anh cũng ngỏ lời là cứ giúp đỡ đi cả nha, giúp đỡ phải không anh. Nhưng mà như nãy anh cũng có lại đây, biết không, cũng có ghé có lại đây cả nha. Thì anh nói là anh cứ để bình thường thì cứ làm đi, từ từ gì nào mà hết vong thì trả lại anh cũng được. Nhưng mà con nói là như vậy thì biết khi nào, nhiều khi con kẹt công chuyện đó nha, con phải đi giúp vong ở những nơi này nơi kia thì lâu lâu mới lại anh lần, rất là khó. Cho nên có lẽ là con hồi nãy con có ngỏ lời với anh rằng á, thôi thì vậy thì anh cho em mướn lại cái nhà kho này đi. Thì tuy là em không có tiền, anh cũng biết là em có tiền gì đó, thì anh cho em mướn rẻ đi, để mà cái nhất là em không có ngại về vấn đề giúp vong. Thứ hai là cũng như coi như là anh cũng không có nhà này kho cũng để không, coi như anh muốn cho mướn rẻ lại đi, để mình tạo chút phước đức cho con cháu mình sau này. Thì nói chung là anh cũng nói là bây giờ mướn không biết sao mướn bao nhiêu, thì con cũng bây giờ cũng ngỏ lời là thì thôi vì em làm không tiền thì cũng cho mướn rẻ, nên thôi để anh suy nghĩ lại, thì tạm thời cứ giúp vong đi, khi nào anh có ý định cho mướn bao nhiêu thì anh sẽ cho mướn nha. Thì cái vấn đề cho mướn thì con chủ yếu là mướn cái nhà kho này chắc có lẽ 1 tháng 2 tháng nha, để mình có thể là mình giúp vong cho hết vong đây để mình đi luôn. Nhiều khi anh Thái đi ngoài đường ngoài xá là anh kiếm, anh khuyên được vong nào về đây mình giúp đỡ luôn, nó cũng đỡ cái nha. Nói nhưng mà thời gian nó dài quá thì như vậy thì cũng rất là tọ, rất là phiền phức về vấn đề cho các anh khán giả này, cho nên con ngỏ lời mướn mà anh cũng chưa chịu. Thì thôi về cái chuyện đó chắc lẽ con phải sắp xếp cố gắng khuyên anh để mà chấp nhận cho con mướn cái. Thì giờ con làm ngày chắc vài trăm thì con phải tích góp bao nhiêu ngày để mà có thể mướn anh 1 tháng là 1 triệu 2 triệu cũng được đó nha. Thì coi như là mình bỏ tiền ra mình làm công làm phước nữa nha. Vậy rồi thì có lẽ bây giờ con sẽ lập cái bàn cúng để mà thắp hương lên để cho những vong linh nào đang trú ngụ trong cái căn nhà kho này có thể nghe được mùi hương rồi đến để mà dùng lễ. Thì khi đó con sẽ vào, con sẽ tiếp tục khuyên giải và độ hóa những linh để đưa họ về chùa nếu tôi nhập đạo nha cả nhà. Thì cái chỗ này thì con đến rất là nhiều lần nữa nha. Hồi nãy con có hỏi anh cái này là cái gì á. Nói chung là nhìn mùa sau bất ngờ luôn, đây là cái tủ lạnh nha, nhỏ xíu à. Lúc trước con đâu có để ý đâu, con tưởng cái gì đâu không à. Nhưng mà nãy hỏi anh cái này cái gì, cái tủ lạnh. Nói chung là anh cũng không có xài tới cả nhà. Anh để vậy nhỏ cũng ngăn à.
có ngăn đá luôn đó nha, ngăn đá ngăn mát từ lưa đó. Hay nha. Cái tranh thủ cúng nha, thì mình thắp hương lên đi, thắp hương lên đây cái vong sẽ nghe ngửi được cái mùi sẽ đến nha các nhà. Đoạn phần nữa giờ cũng mới vong ở đâu. Hy vọng rằng anh Thái anh sẽ, ôi sao mấy ngày nay không thấy anh Thái ta, biết ổng đâu. 2 ngày rồi. Hai ngày em thấy anh Thái luôn rồi nha. Mẹ con lấy miếng nước cái thắp ba nén hương cho vong nha cả nhà. Nhà thì con xíu nha cái nhà, đừng thắp cái hương cho cục thổ để cái. Dạ Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đất Đai Thiên Trật Thần Hoàng Bổn Cảnh Tổ Thần Tư Địa Cục Thổ ở đây. Thì ngày hôm nay con đến đây cùng với cái nguyện là muốn được trợ duyên các ông linh đang đói khát lẽ của tổ phụ này các ông. Thì có mong rằng các ngài không theo hoan nghỉ hay sao cho những ông linh đang trú ngụ đây được ra hưởng phần lễ mà con mong thứ. Ông lòng mẹ già ta lành. Rồi thì con xin phép để bằng thích cái nha. Chà, đại ca Thái nó về đây có đồ ăn, đồ ngon lành, đúng như sự thật, là đại ca Thái nói luôn nè. Ông kêu mình về đây ở đây đi, sẽ có người giúp đỡ có đồ ăn nữa. Nhìn ngon quá ngon, như bữa mình lang thang ở ngoài. Kiếm đồ ăn có đâu, nhiều lúc giành giật chỉ được có miếng à. Hôm nay về đây được đồ ăn nhiều vậy á, con thấy ngỡ ngàng quá. Cái ước mơ của mình hả, cả đời cũng không kiếm được đồ ăn như đây nữa, lang thang bên ngoài của tòa. Đối khác với lạnh lẽo là nhiều. Đồ ăn cứ tìm không có. Không may sau gặp anh Thái, anh nói vẫn kêu về đây thì cũng người giúp đỡ. Nghe mừng. Ngu nhìn cơm chay đâu mà nhiều quá trời luôn. Ôi để mình dùng đi cái cho no đi. Coi hỏi cái này của ai. Coi cái có ai giúp đỡ mình. Mình thấy anh nó ăn đi. Rồi cứ ở đây là sẽ có người ra ta giúp đỡ. Thì mình cứ nghe lời ảnh. Mình làm yêu ảnh chỉ đi. Thì chắc sẽ được cái gì.
Chứ bây giờ mình ăn xong mình bỏ đi thì mình cũng không biết phải đi đâu nữa. Lòng bồng chỗ này chỗ kia đổi nữa. Ngon quá, như trái cây gì đó mà ngọt ngon. Đi dùng cơm chài này kìa, sao mình nghe nó thơm dữ. Ồ, thơm quá. Thank you.
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chào. Xin chào anh. Chủ nhà kho này sao nó thấy được mình mà nó chào vậy trời. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, em không phải chủ nhà kho. Em là người đến đây để mà giúp đỡ Công Linh đó. Anh bình tĩnh nha, đừng có sợ, đừng có sợ. Ồ, là mày mà tao nghe anh Thái kể về mày á hả? Dạ đúng rồi. Em là cái người mà anh Thái hay nói á. Chứ em không phải chủ nhà kho. Cho nên em mới nhìn thấy được anh, chứ chủ nhà kho tao đâu nhìn thấy được anh đâu. Vậy mà tao tưởng đâu mày là ông chủ nhà kho này. Mỗi lần tao lục đục vô đây với anh Thái á, thì ổng cũng có đến mà ổng đâu có thấy đâu. Rồi hôm nay tao tưởng mà mày là ổng mà thấy tao có gì làm tao hết hồn mày. Trời. Thôi bây giờ nói này đi. Giờ chắc là anh Thái cũng có kể anh về chuyện về em với anh rồi đúng không? Ừ. Ổng nói với tao á, đưa tao về đây nè. Để ổng kêu tao ở đây đi. Để sẽ có người đem đồ ăn ra cho ăn. Dạ. No luôn. Rồi á muốn cái gì á thì cứ nói là người ta giúp đỡ. Dạ. Tôi hỏi ổng là cái gì muốn giúp đỡ, nhưng mà phải hỏi cái gì nữa đại ca Thái. Thì ổng nói thì mày vô đó mày ở đi. Ừ. Rồi sẽ có người ra rồi người ta trình bày cho mày, mày thích cái nào thì mày nói. Còn mày muốn đâu, mày muốn đi đâu thì mày cũng nói, rồi người ta mới giúp đỡ. Chứ ổng nói giờ mà ổng nói ổng giải trình đi chăng nữa tao cũng không có hiểu. Dạ. Nó rồi bởi vì tao mới nghe lời ổng. Tôi đi về, tôi ở, tôi đợi thời cơ luôn. Chứ lang thang ở ngoài á, tôi nói đi kiếm đồ ăn, không có co. Rồi gặp mấy dòng linh kia nữa. Nhiều lúc gặp được một dĩa bánh nè, cả chục mười mấy đứa chụm lại giật dành để ăn á. Ừ. Rồi nó tan nát hết trơn, có ăn được cái gì đâu. Khổ dữ lắm mày ơi. Dạ. Rồi anh tên gì? Tôi tên Đức. Đức hả? Ờ anh Đức, anh ở lang thang của tờ bà bao lâu rồi? 9 năm rồi. 9 năm rồi. Wow, cũng khá lâu ha. Rồi anh quen anh Thái lâu chưa? Tôi quen ổng cũng được thời gian tháng gần đây à. Dạ. Tại vì á là lúc đó là cũng tao với ổng đi kiếm đồ ăn trùng lúc, rồi vô giật đồ ăn á. Dạ. Rồi tao á, giật cũng không có lợi. Rồi tao ổng á, giật được nhiều ổng mới chia cho tao ăn. Ừ. Rồi ổng nói á, mình cũng giống nhau, lang thang kiếm đồ ăn cực khổ lắm. Dạ. Rồi tao chia sẻ cho mày nè. Rồi ổng mới rủ tôi á, là đi theo ổng đi. Rồi á, có cơ hội á, thì ổng hả, giúp đỡ cho chuyện ăn uống rồi kia, rồi kiếm chỗ trú ngụ cho luôn nữa. Dạ. Tôi nghe có chỗ trú ngụ được tôi mừng lắm. Ông nói ông có được nhà kho đó. Trời. Ông nói chỗ này nè. Tôi nghe tôi có được nhà kho mà ở thì ấm áp rồi, thì không có mưa gió nữa. Tôi mừng bởi vì tôi mới đi theo ổng á. Rồi hôm bữa ông nói khuyên á, ông nói thôi, nói gì thôi chứ tới đây á, đợi thời cơ đi. Được á, thì nhờ người ta giúp đỡ đi, rồi mình làm theo cái lời chỉ dẫn của người ta. Dạ. Mình sẽ sớm được chuyển kiếp đầu thai làm đứa người mới. Ờ. Mình sẽ không lông bông lang thang ở cõi tàu bà này nữa. Tôi nghe lời ổng luôn á. Dạ. Giờ tới đây á thì tôi cũng trông chờ vào cậu á, coi sao giúp đỡ giùm tôi nha, chứ tôi nôn nóng dữ lắm. Ờ. Dạ rồi, thì nói chung thì anh đã đến đây rồi là anh cũng muốn giúp đỡ thì em sẽ giúp đỡ anh thôi. Nhưng mà anh hồi xưa mất nhiêu tuổi? Khi xưa tôi mất lúc 28 tuổi. Mất trẻ vậy hả? Thì lúc đó thì có vợ con gì chưa? Chưa. Tao mới lớn lên, tướng cũng mảnh tọn, phong độ, đẹp trai lắm. Nhưng mà mới quen bạn gái à. Rồi chưa có cưới được nữa. Thì bị sự cố rồi mất luôn. Ồ, rồi ngày xưa thì quê anh sống ở đâu? Ngày xưa quê tôi sống ở tỉnh Cần Thơ á. Ồ, Cần Thơ hả? Vậy bây giờ nói chung á thì nãy giờ á anh cũng có ra dùng được lễ của em ăn Tết rồi đúng không?
thì chắc có lẽ anh cũng đã ấm lòng rồi. Dạ thì anh có thể hoan hỷ kể cho em biết á, là ngày xưa vì sao mình mất mà mình phải lang thang khỏi ta bà này mà ba mẹ không có đốt hương cho mình hưởng được. Anh có thể kể rõ về cái sự tình của anh cho em biết được không? Thì ngày xưa gia đình của tao, ba mẹ sanh ra được có mình tao à. Nhưng mà một cuộc sống á, thì cũng nói chung là cũng có ăn dạ. Thì cũng dư được một chút đỉnh á. Dạ. Nhưng á, ba mẹ tao làm cực khổ lắm. Để phần tao con trai một nữa đó. Rồi á, tao tối ngày cứ lòng vòng tao đi chơi không à. Dạ. Vì lúc tao xin tiền ba với mẹ tao hoài luôn. Để đi chơi với bạn gái đó. Thì ba với mẹ tao mới la. Nói mày tối ngày mày không có làm phụ. Trời mày cứ lông nhông mày xin tiền mày đi chơi không à. Gì đâu mà hai ba ngày mày xin tiền. Hai ba ngày mày xin tiền. Tiền đâu mà đưa cho mày để đi chơi cho đủ. Cái này giờ thành núi cũng sập với mày nữa. Rồi ba với mẹ tao mới nói á. Mày mốt là chu cấp cho được nhiêu đó đó. Nó xài hết thì nhịn. Không biết tiết kiệm thì thôi. Còn nếu muốn xài phung phí á. Thì bước ra ngoài đi làm kiếm cái việc gì đó làm với người ta để kiếm tiền xài. Dạ. Còn đằng này mày cứ xin ba mẹ hoài tiền đâu mà chu cấp cho mày đi chơi cho đủ. Dạ. Nghe ba mẹ tôi la thì tôi cũng buồn quá. Mà nhỏ bạn gái thì mình thương nó, cứ mỗi tuần nó mới rủ đi chơi rồi ăn uống nữa. Ồ. Nói chung mỗi lần ăn uống thì chi phí cũng kha khá. Dạ. Nhưng mà mỗi tuần mỗi đi á, thì mỗi tuần mỗi xin tiền á, thì tôi bị la, bị nhằn dữ lắm. Hôm bữa cái tôi buồn quá, tôi ra quán cà phê, tôi ngồi tôi uống để tôi suy nghĩ, cái tôi kiếm việc gì đó tôi làm. Để tôi lấy cái đồng tiền của tôi xài cho tôi xin ba mẹ hoài, bị chửi lớn rồi bị chửi cũng kỳ dữ lắm. Chứ mình thấy mình hổ thẹn với bản thân, tại sao không biết đi làm, không xin tay xin tiền ba mẹ. Tôi ra đó tôi ngồi uống cà phê, tôi suy nghĩ thẫn thờ lắm. Cái chút xíu rồi đó, cũng có cái bà đó, bà đi vô uống nước nữa. Dạ. Mà tướng bà cũng lớn tuổi rồi, cũng trắng trẻo, cũng được gái lắm. Mà bà đeo vàng dữ lắm. Tôi nghĩ chắc cái bà đó bà giàu dữ lắm mày ơi. Dạ. Cái bà thấy tôi suy nghĩ thẫn thờ, cái bà tự nhiên bà xà qua. Bà nói chuyện với tao, bà bắt chuyện, bà hỏi thăm. Bà nói cục cưng. Trời. Làm gì ngồi thẫn thờ với cục cưng. Tôi nghe bà nói cục cưng tôi hết hồn mày. Bà làm gì thì ghê, làm như bà muốn ăn thịt tao luôn, gì cục cưng rồi. Bà má uống ủng ẹo nhìn ghê lắm kìa. Rồi cái tao mới nói không có gì đâu, tại tôi buồn quá, tôi muốn, tôi đang định á, kiếm cái việc gì đó làm để có tiền tiêu xài. Chứ tôi xin tiền ba mẹ tôi hoài, ba mẹ tôi la đấy, tôi cũng nhục mặt quá. Cái bà nói có một việc này nè, cậu cưng làm không, chị chỉ cho. Chồng. Sung sướng mà tiền nhiều nữa. Muốn xe có xe, muốn nhà có nhà, muốn ăn uống cái gì cũng có hết. Tôi hỏi bà, đâu mà sướng dữ vậy, thời buổi giờ mà bà nói làm mà có tiền nhiều mà sướng, tôi không có tin đâu. Cũng phải cực khổ mới có tiền chứ, cũng người sung sướng là chuyện gì. Bà nói, chồng bà mất lâu rồi, bà không có con, cái gì trên á, nhà bà cao cửa rộng, có mình bà, tiền bạc thì á, bà nói xài ba đời chưa hết nữa. Nhưng mà giờ bà nói bà thiếu thốn tình cảm. Rồi đó. Hiểu rồi. Rồi cái bà nói là bà cũng lớn tuổi hơn tao, bà gấp đôi gấp ba tuổi thôi. Tao mới hai mấy mà bà tới năm mấy rồi. Năm mấy luôn hả? Wow. Cái bà nói bây giờ thấy cục cưng cũng mới lớn lên trắng trẻo bảnh tỏn nè. Bây giờ chiều chuộng thỏa mãn cho chị đi, rồi á tiền bạc nè, xe cộ, cưng muốn cái gì á chị cũng cho hết. Trời. Có thể là cho nguyên căn nhà của chị luôn cũng được nữa. Wow. Tôi nghe vậy á,
Có tiền á, tôi nghe có tiền tôi cũng mừng lắm. Nếu mà giờ á mình phục vụ bả thì á bả cho tiền mình thì mình có tiền, mình dẫn bạn gái mình đi tiêu xài sắm sửa này kia. Wow. Cũng là dẹn đôi đường cả hai bên. Yeah. Rồi á tao mới định á, cái ý nghĩ á, thì bả cũng lớn tuổi rồi thì mình giúp đỡ cho bả, thỏa mãn cho bả, mình chiều chuộng bả được một thời gian, mình kiếm một số vốn thì mình đá đít bả mình đi, bả biết mình đâu mà tìm. Trời. Tao suy nghĩ chủ yếu có tiền để tao dẫn người yêu của tao đi ăn uống là được rồi. À. Nói tao thấy vậy á, cái tao cũng ổng mẹo lại với bả luôn, rồi tao chịu, tao nói được rồi, để em giúp chị thỏa mãn cho, nhưng mà chị nhớ á, tiền bạc cho em nhiều là được rồi. Xong á, cái bà cầu cổ tao, bà dắt tao đi về nhà bà luôn. Nó chỉ nè, bà nói nhà chị thấy không, rộng thênh thang vậy nè, có mình chị rồi, con thấy không, cưng cứ dọn về đây ở với chị luôn đi. Rồi á, muốn cái gì cũng được hết. Thế tao mới nói chưa có được đâu, tại vì á, từ từ á, tôi mới dọn qua đây ở được. Chứ giờ mà á, tôi đi đột ngột có tôi sợ ba mẹ tôi la. Cái bà nói ừ, thì coi sắp xếp đi. Rồi á, xong á, cái bà vô, bà nói á, đi vô để tắm rửa sạch sẽ đi. Rồi lên á, bà xô bóp cho chị á, đi giúp chị thỏa mãn coi tử cơ ngon lành không. Nghe vậy á, tôi cũng chiều chuộng bà luôn. Vô tắm rửa xong, lên tôi đắm bóp, tôi massage cho bà xong. Rồi tôi quém bà luôn. Bà mới nói đúng á, là tuổi trẻ mới lớn lên mạnh, nó mạnh thiệt mà nó thoải mái, nó thỏa mãn cho mình thiệt chứ. Bà nói ngon á, bà nói bà nói ha, cứ vậy mà tiến triển nha cục cưng. Hả? Mỗi lần á mà chị ham muốn á, mà chị cần á, là alo á, là cục cưng phải đến nha. Rồi cục cưng á muốn ăn cái gì á, chị cũng mua cho ăn đầy đủ hết. Xong bà móc là bà cho tôi mấy triệu luôn. Bà nói á, nè em cầm đỡ mấy triệu rồi đi về sắm sửa cái gì đồ dùng cá nhân gì đi, rồi á mai quay lại á, rồi muốn bao nhiêu thì chị cho nữa. Cái bà nói á, giờ phải có cái công chuyện gì bà giải quyết đó, rồi bà kêu tôi á đi về sắm sửa đồ đạc đi, rồi chừng nào bà gọi thì tới. Tôi thấy vậy cái tôi nói bà tôi đi về. Tôi vừa đi ra là tôi cầm được cái số tiền đó liền, tôi liên lạc cho cái con nhỏ bò tôi liền, tôi dẫn nó đi ăn uống sắm sửa đồ đạc cho nó. Nó cũng mừng lắm, nó nói đâu nay anh có tiền nhiều quá vậy. Tôi mới nói nó tiền ba mẹ cho đó, con trai một mà xin là có, xin là có. Lúc đó tôi nổ, tôi lên mặt chiến ghệ tôi luôn. Nó rồi nó cũng mừng lắm. Xong ăn uống sắm sửa xong tôi đưa nó về, tôi chưa kịp về nhà nữa là bà điện tôi nữa rồi. Hả? Bà nói qua đây với chị đi, con mình chị á, chị buồn quá. Qua đây với chị coi. Tôi thấy gì tôi mới chạy qua thì bà mua đồ ăn này kia về á, nhiều lắm. Bà kêu tôi ăn uống xong đi, tôi tắm rửa đi, rồi bà nói đêm nay á, nghỉ ngơi lại với bà nguyên đêm luôn nha. Thấy vậy tôi cũng ha, ráng ở lại với bà nguyên đêm luôn. Đêm đó bà bắt tao phục vụ bà 4 lần. Hả? Dễ vậy? Tôi đẩy bà 4 lần. Sáng ngày tôi đi muốn không nổi luôn. Dạy đêm nổi luôn? Mình thì đi không nổi, bà thì nói sao mà xuống quá trời luôn. Lâu lắm rồi mới có được cái sung sướng cái như vậy. Sáng ngày tôi mệt quá, mệt luôn. Cái bà đưa một số tiền mà nói nè, cô cưng cầm số tiền này đi, ra ngoài á, kiếm gì tẩm bổ lại sức đi, lần này 4, lần sau có thể là 5-6 cho chị nha. Bà nói vậy á, tôi nghe hả, tôi muốn rã rời hai chân rồi đó. Thì cứ vậy đó, rồi tôi phục vụ bà được hả, cỡ 5-6 tháng gì á, cũng lấy của bà một số tiền cũng khá khá để ăn uống vui chơi với nhỏ bạn gái á. Rồi cái hôm bữa đó, dẫn nhỏ bạn gái đi ăn, vô tình ở đâu
bà cũng đi với người bạn già của bà đó, bà vô trúng ngay chỗ rồi ăn luôn. Lúc đó tôi cũng cứng họng với bà rồi, bà hỏi nhỏ này là ai đây. Khi tôi thấy vậy tôi nói em gái của tôi, lâu tôi dẫn nó đi ăn, do bạn gái tôi không biết tôi với bà quen á. Cái nó nói nhỏ bạn gái tôi nói ủa anh là người yêu của em mà sao anh nói kỳ vậy. Rồi lúc đó bể luôn, bể chuyện ra luôn. Bà hả, bà liếc tôi nữa cái ánh mắt vậy đó. Bà nói hen, mày nói em gái hả, thì ra là người yêu của mày, mày dám nói em gái hả, vậy là từ lúc nào giờ mày thỏa mãn với tao, tao cho tiền mày để bồi bổ là mày bồi bổ cho nhỏ này á, mày ngon nè. Rồi á, cái nhỏ bạn gái thì nó hỏi bà là ai mà bà làm gì, bà chỉ cho người yêu của tôi vậy, bà không có quyền. Cái bà nói mày mới là nhỏ không có quyền ở đây á, tao mới là người có quyền ở đây nè, tao nói là nó phải nghe đó, mày tin hay không. Cái bà mới nói bây giờ á, chị đi về một tiếng sau á là phải quay lại nhà chị. Thì bà nói vậy tôi nghe sợ càng ngày càng đổ bể lớn ra. Tao mới nói chị đi có gì chút xíu mình qua. Tao mới nói với nhỏ bạn gái tao nói thôi ăn uống xong đi rồi anh đưa em về, để em qua anh qua đó anh giải quyết cái chuyện đó. Xong á tao đi qua nhà bà chửi tao xối xả luôn. Bà nói mày thỏa mãn với tao, mày nghe tao tiền xài ba đời không hết, mày vô đây á mày thỏa mãn với tao thì mày lấy tiền mày để nuôi bồ nhí mày hả. Cái tôi nói không có, mới quen nó à, mày dẫn nó đi ăn uống thì thôi chứ bồ nhí đâu ra. Cái tôi nói anh chỉ có mình em thôi, đừng càng già càng cay càng ngon nè. Có mình em mà. Cái bà mới nói mày đừng có dẻo miệng, mày á nghe tao có tiền mà chủ yếu mày vô đây mày thỏa mãn với tao, mày moi tiền mày tiêu xài chứ gì. Rồi bà nói tao cho mày chọn đó, một á là mày ở đây với tao luôn, mày không được đi đâu hết. Tao đi đâu mày đi đó, những lúc tao cần sinh hoạt ở nhà tao hết. Còn hai á là hôm nay số tiền tao đưa cho mày bao nhiêu á thì bây giờ tao lấy là phân nửa. Phần nửa đó là tao trả cái tiền công mày đã thỏa mãn cho tao. Nó mày chọn đi. Còn nếu không á thì mày đừng có trách tao. Cái bà nói vậy á, giờ tôi biết lấy tiền đâu á mà tôi trả. Lúc đó là tôi rối rồi, nhưng mà tôi không trả, tôi nghĩ á, chắc bà cũng không để cho tôi yên đâu. Mà bây giờ tôi không đến nhà bà ở với bà thì tôi cũng không yên nữa. Rồi á, giờ tôi cũng không biết làm sao nữa. Một cái hôm bữa đó tôi cũng có lấy mấy bộ đồ, cái tôi mới qua, tôi tính định bợ bả, tôi tính qua ở cố định á là tôi dụ ngọt bả, tôi xử bả luôn để tôi lấy cái khối tài sản của bả luôn á. Nhưng nghĩ mà, vậy? Mà lúc á tôi qua đó tôi ở, tôi định dụ ngọt bà để tôi xử bà đó thì không có được. Bà khôn dữ lắm, bà không có tin những cái lời nói của tôi. Rồi bà nói làm sao không qua đây ở với bà, mà làm cái gì lấy con bộ hay bộ đồ định chạy theo nhỏ người yêu bỏ trốn cái gì. Cái tôi nói không có, để từ từ đi, để tôi dọn qua cho. Chứ có gì đâu mà chị gấp quá. Thì cái bà nói chỉ tôi qua nói mày mà lén phén thì mày coi chừng tao đó, ta cho người xử mày đó. Cái tôi nói thôi đi, giờ tôi không có muốn lấy đồ đó nữa, bây giờ chị cho tôi một số tiền đi, tôi ra ngoài tôi sắm sửa đồ rồi tôi về đi, tôi ở với chị luôn. Cái bạn nghe nói vậy, cái bạn hỏi thiệt không mày? Cái tôi nói thiệt. Cái bạn lấy số tiền mà đưa cho tôi đi mua đồ á, thì tôi đã lấy cái số tiền của đó là tôi định tôi bỏ trốn luôn. Vũ nhỏ bò tôi bỏ trốn một thời gian á, để cho bà quên tôi đi rồi tôi mới quay trở về. Thì vừa lúc bà đưa cái số tiền cho tôi
bà khôn quá, bà cho người theo dõi tôi. Đó, là lúc đó là tôi lấy tiền xong, tôi cũng có hẹn nhỏ bò tôi đi ra cái điểm đó đi. Rồi mình đi đâu đó chơi một thời gian đi, rồi mình quay trở về á. Thì tôi vừa hẹn con nhỏ bò tôi ra tới cái điểm vắng đó, mà hai đứa định quải ba lô đi á. Thì đâu á, lính của bà tới, rồi cũng có bà đi theo nữa. Bà nói mày mua sắm, mày về đây mày ở với tao, tao cũng đưa tiền cho mày. Mà đằng này ra mày dắt con bồ nhí của mày, mày cao vai xa chạy hả, thì mày đừng có trách tao. Nó xong á, hai thằng lính của bà vô, xô con bồ nhí tôi ra một bên. Cái bà mới nói với hàng đó đó, đã nó không biết chuyện rồi với chị rồi, thì để cho nó sống làm gì nữa. Hai đứa coi dọn dẹp sạch sẽ cho chị nha. Thì bà vừa nói như vậy xong, hai thằng đó hả, nó lôi tôi ra, nó đánh hả, bầm dập tơi tả, nó không có còn cái gì luôn. Nó nói hả, tao đánh cho mày chừa cái tật nè, mày dám moi tiền của chị Đại của tao. Trời, mày thỏa mãn mà mày không lo cho chị Đại tao đầy đủ. Mày định lừa gạt này kia, tao quánh cho mày chừa. Tôi năn nỉ đó, nói tha cho tôi đi mấy anh ơi, mốt tôi không dám nữa, tôi không dám nữa. Cái nó nói á, mày có lần sau à. Thì nó vừa nói có lần sau, nó móc con dao găm ra, lụi thêm mấy dao nữa, rồi tôi mất luôn nữa. Bởi vì từ lúc tôi mất tới giờ, tôi cứ lang thang chỗ này chỗ kia thôi. Rồi tôi cũng không biết đường về nhà nữa. Rồi tôi không biết lúc tôi mất nữa, rồi bà có xử bồ nhí tôi không, tôi cũng không biết nữa. Thật sự tôi lang thang đối khác lạnh lẽo lắm. Cũng nhờ có anh Thái anh giúp đỡ tôi nhiều lắm. Rồi á, về vấn đề ăn uống rồi này kia nữa, rồi anh mới khuyên tôi. Lúc đầu tôi cũng không có chịu đi nữa, anh khuyên, anh nói á, dù gì mình cũng đã mất rồi, tao mày cũng là dòng đinh giống nhau, thôi mày tin tao đi, buông bỏ tất cả đi, rồi sẽ có người giúp đỡ. Rồi tôi cũng suy nghĩ những lời anh Thái nói lắm, cho đến tận hôm nay nè, tôi mới nghe lời ảnh. Ảnh nói cứ đến đây, cứ ở đây đi, rồi sẽ có người cho ăn uống, rồi giúp đỡ. Rồi tôi kêu ảnh ở đây với tôi, ảnh cũng không có chịu nữa. Sao vậy? Ảnh nói mày ở đây đi, tao còn mấy thằng cốt của tao nữa, tao chưa có phiền được nó nữa, tao còn lông bông liêu yêu quá. Rồi tôi mới hỏi ổng, vậy là anh cũng đi phiền cốt anh để về đây để nhờ người ta giúp đỡ luôn hả? Ông nói ừ. Ông nói có gì á, mày đi trước đi, rồi tao phiền cốt tao được á, rồi tao với nó cũng lên cái chỗ mày tu hành học đạo trên đó, mày yên tâm đi. Nó nói vậy tôi mới nghe lời ảnh, tôi đến đây nè, hôm nay đợi anh là gặp được anh đó. Dạ. Thì nói chung thì anh cũng đã gọi là mở rộng cái tấm lòng của mình để về đây để mà cho em giúp đỡ. Thì thực sự để cho em giải thích nó cặn kẽ với anh vài lời ha. Một khi anh Thái anh nói cũng không có rõ rồi, anh cũng nghe chưa có nắm rõ được cái tình hình. Thì nói chung thì em đi giúp con mày cũng rất là lâu rồi. Thì những con linh mà được em giúp á sẽ được đi về chùa về núi để tu hành học đạo. Vì đó thì mình được trước ha, thì mình lại được sư thầy đến đó nè nấu mâm cơm chay cúng cho anh dùng để cho anh được no lòng ông già. Sau đó mình sẽ được về trên cho mấy kinh niệm Phật đọc chú để mình giảm bớt cái nghiệp, giảm bớt quốc hận của mình lúc mình còn sống mình tạo ra. Rồi như anh đi, anh lúc còn sống thì anh lại tạo nghiệp là muốn chiếm đoạt tài sản, muốn sát hại một người lớn tuổi hơn mình. Đó, cho nên là cái nghiệp anh rất là nặng. Đó, vì vậy anh đã lang thang của ta bà 9 năm nay. Thì coi như là ngày hôm nay á, thì cũng được có cái duyên đến ngày đến tháng đến được về chùa về núi tu hành học đạo. Thì nãy em nói đến đó là về vấn đề mà cúng kiến thì được sư thầy cúng kiến, sau đó mình sẽ được bề trên cho nghe kinh niệm Phật niệm chú này kia, mình sớm được đưa thai những kiếp luân hồi làm cái người mới, khỏi phải ở khỏi tập bà này đói khát lạnh lẽo, không có chỗ trú ngụ, mắc nắng mắc mưa rất đói khát là cực khổ. Nó thì anh Thái nãy có nói rồi thì với anh rồi á, thì anh đi trước đi thì anh đi từ cũng lên sau. Thì bây giờ em hy vọng được anh chấp nhận để em đưa anh đi trước ha. Thì nãy giờ tôi cũng nghe những lời
mày nói, mày nói cũng đúng. Thực sự lúc tôi còn sống tôi lo lông bông tiêu biêu không à, không có lo làm để phụ cha mẹ. Rồi nó xảy ra cái sự việc như vậy là tôi mất luôn. Tôi suy nghĩ tôi cũng buồn, tôi hối hận lắm. Phải tôi biết, tôi nghe lời ba mẹ tôi kiếm cái việc gì đó tôi làm cho nó đàng hoàng để kiếm đồng tiền chân chính của mình để xài á. Chắc tôi cũng không có mất đâu. Đằng này á, tôi mê chơi đây đó mà không biết đi làm, mà đi á, làm những cái chuyện á phi lý không đúng để rồi lấy tiền tiêu xài á. Bởi vì mới bị người ta sát hại rồi mất. Thì thôi, hôm nay á gặp được mày rồi, tao sẽ nghe lời. Tao buông bỏ tất cả những chuyện trước đây qua một bên đi. Rồi nhờ mày á giúp đỡ đưa người tao về chùa về núi đi. Về đến tao sẽ ráng cố gắng nhờ các sư thầy chỉ dẫn tu hành học đạo, đọc kinh niệm Phật mỗi ngày á, để cho tao giảm bớt cái nghiệp mà trước đây tao còn sống tao đã gây ra. Thì có thể á, là sớm được chuyển kiếp đầu thai làm lại một kiếp người mới á. Chứ tao thấy tao có lỗi với ba mẹ của tao dữ lắm, giờ tao hối hận dữ lắm. Thôi, bây giờ nếu anh chấp nhận để em đưa anh đi thì em giờ anh chấp tay lại niệm số chữ Nam Mô Di Đà Phật nha. Rồi khi mà anh mở luồng sáng thì anh cứ đi theo luồng sáng sẽ về tới chùa núi. Vì đó thì anh lại cổng trình diện những ngày đang ở đứng đó. Mình sẽ được vào trong, mình sẽ được có một cái cuộc đời mới, một cái trang sử mới để mình có thể mình sớm được đi được thay, chuyển kiếp làm kiếp người mới nha. Rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ nghe những lời mà chỉ dạy. Bây giờ anh chấp tay lại niệm số chữ Nam Mô Di Đà Phật đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ cả nhà ơi, thì ngày hôm nay con có quay trở lại cái căn nhà kho này thì cũng đã gặp một linh của một anh trai nha cả nhà. Thì anh thật sự nói vấn đề anh thì anh kiểu như là không muốn làm mà có ăn cái nha, cho nên là anh cũng đã gọi là y chang như là anh sao ta trai bao là được một người lớn tuổi bao để mà chi tiền cung cấp tiền nha để sinh sống mà lo cho gậy gọc mình. Và cuối cùng anh đã gọi là sa ngã, đi làm đường lạc lối, phải trả cái giá rất là đắt. Thì cuối cùng anh cũng đã chấp nhận để con gửi anh về chùa núi tu hành học đạo rồi. Thì con hy vọng là anh về đó cố gắng tu học thật tốt để thầy sớm giảm bớt cái nghiệp của mình để được đi tu hai chân kiếp luân hồi làm kiếp người mới nha cả nhà. Vậy rồi thì có lẽ con xin kết thúc cái video ở đây luôn cả nha, để con hãy dọn dẹp anh đi về. Thì chắc có lẽ vài hôm nữa con quay lại đây để tìm gặp anh Thái, để hỏi anh Thái coi đã tìm được gặp cái chiếc cốt chưa, để con đưa anh Thái về chùa núi tu hành học đạo luôn nha cả nhà. Về phần hỏi anh để coi hiện tại anh còn vong hay không để mình biết mình đến mình giúp đỡ tim cả nhà. Dạ thì cuối video thì cho phép con xin chúc cả nhà mình có một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bởi gia đình và thân của mình, đặc biệt có thật nhiều bình an, thật nhiều sức khỏe, thanh tâm an lạc trong việc cuộc sống. Dạ con xin chào và hẹn gặp lại các mình ở những video sau.